Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin nhanh 24 giờ của ống kính hậu trường. Những ngày qua, thông tin về ca phẫu thuật thế kỷ tách rời hai bé song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi đang được đông đảo mọi người quan tâm. Hầu hết đều vui mừng và thở phào nhẹ nhõm sau thành công ban đầu của ca mổ. Hiện hai bé đang được theo dõi và sức khỏe có những tiến triển tích cực. Tuy nhiên, để hai bé có thể phát triển bình thường như bao người thì chặng đường vẫn còn gian nan bởi sẽ còn thêm những cuộc đại phẫu tiếp theo. Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2020, tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết hai bé đang thở máy, hỗ trợ giảm đau, bệnh viện đang tập trung toàn lực để chăm sóc hồi sức, chống nhiễm trùng cho hai bé. Tiến sĩ bác sĩ Định cho biết tới đây hai bé phải chịu qua 4 cuộc đại phẫu là tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tần sinh môn, nên giai đoạn hậu phẫu còn rất nhiều khó khăn. Bé Diệu Nhi bị hẹp khí quản bên trái nên gặp khó khăn về hô hấp hơn Trúc Nhi. Hiện bé đang được theo dõi chặt chẽ. Trước đó, vào tháng 6 năm 2019, Bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiếp nhận từ Bệnh viện Hùng Vương một trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu phức tạp. Tuổi thai 33 tuần, cân nặng hai bé là 3,2 kg. Hai bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do bệnh màng trong những các bệnh lý liên quan đến trẻ sinh non, nhẹ cân khác. Bác sĩ Định đánh giá đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời cực kỳ hiếm gặp từ trước đến nay. Về mặt tiêu hóa, hai bé có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn. Về hệ tiết niệu, hai bé có chung bàng quang. Mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì cùng một bé. Về mặt sinh dục, hai bé có tử cung âm đạo đôi. Ngoài ra, hai bé còn hở khớp mu, khung chậu hai bé xếp thành một vòng tròn. Bác sĩ Định cho biết, ban đầu bệnh viện dự tính mổ tách bé Trúc Nhi Diệu Nhi vào tháng 3, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải hoãn lại. Đến tháng 3, hai bé đã nhập viện để chuẩn bị cho cuộc đại phẫu, nhưng vì dịch chúng tôi phải ngưng lại cho hai bé xuất viện, tiến sĩ Định nói. Đến đầu tháng 6 vừa qua, sau nhiều lần hội chẩn, Trúc Nhi và Diệu Nhi được nhập viện để các bác sĩ thăm khám, chuẩn bị cho ca mổ thế kỷ. Bác sĩ Định cho biết lúc này hai bé được 13 tháng tuổi, cân nặng 15 kg, với các chỉ số phát triển gần với trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật tách dính. 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7, hai bé gái Song Nhi được đưa vào phòng mổ. Đến 14 giờ 07 phút cùng ngày, sau phẫu thuật tách đôi, hai bé được đưa ra phòng mổ khác nhau. Đến 19 giờ 20, hai bé được đưa sang phòng hồi sức ngoại khoa tiếp tục thở máy, an thần và giảm đau. Bác sĩ Định cho biết hai bé có sự thông nói mạch máu, hỗ trợ tương quan, điển hình khi chích thuốc ngủ cho Trúc Nhi thì Diệu Nhi ngủ trước. Do đó, khi tách rời nhau, hai bé có sự thay đổi sinh lý rất lớn. Bên cạnh đó, ekip phẫu thuật đã dùng một phần ruột của Diệu Nhi ghép cho Trúc Nhi, nên có thể nói đây như là một cuộc ghép tạng đồng hợp tử, ít nhiều cũng gây phản ứng viêm nên quá trình hậu phẫu phải theo dõi sát sao. Theo giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, những ngày qua có rất nhiều mạnh thường quân đã quan tâm, ủng hộ cho hai bé với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bệnh viện sẽ sử dụng để nuôi dưỡng, trị liệu cho hai bé. Sau đó, nếu sức khỏe hai bé ổn định mà số tiền này vẫn còn, bệnh viện sẽ trao cho người nhà tiếp tục chăm sóc hai bé. Chặng đường để tìm lại cơ thể độc lập hoàn thiện sẽ còn nhiều chông gai, nhiều thử thách và cả sự đau đớn. Cùng chúc cho hai con luôn mạnh khỏe để vượt qua hết mọi chông gai và phát triển một cách hoàn thiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi điểm tin của kênh ống kính hậu trường. Đừng quên subscribe theo dõi kênh để cùng cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!